Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh Biển Đông của chúng tôi. Kính chúc quý vị có những phút giây xem tin tức trên kênh thật thú vị và hữu ích. Ban biên tập chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật đến tất cả quý vị khán thính giả những thông tin thật sự nóng hổi nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, từ đêm hôm qua 20 tàu chiến của Trung Quốc, trong đó có tàu đổ bộ tiếp 054 và 2 tàu khinh hạm tiếp 071, đã từ bến Thượng Hải lao ra quần đảo Hoàng Sa, bao vây hai tàu tuần duyên Việt Nam và hai tàu chiến ven bờ của Mỹ. Trước đó vào đêm hôm qua, hai tàu Việt Nam và hai tàu Mỹ đi tuần tra ở vùng biển này đã bắn cháy một tàu hải cảnh Trung Quốc khi chúng đâm chìm một tàu ngư dân thuộc tỉnh Quảng Ngãi của Việt Nam. Sự kiện này đã đẩy lên cao trào khi tàu Việt Nam và tàu Mỹ đã bắt sống một thiếu tướng hải quân Trung Quốc và 18 sĩ quan Trung Quốc khác khi chúng đang ngốc ngốc dưới lòng biển sâu. Phía Việt Nam đã có quyết định đưa viên tướng hải quân Lý Biên Cương cùng 18 lính Trung Quốc này ra tòa án quốc tế để kiện Trung Quốc về việc đâm chìm tàu ngư dân Việt Nam và bắn hai ngư dân Việt Nam khác bị thương. Phía Trung Quốc cũng đã ngay lập tức bao vây tàu Việt Nam và tàu Mỹ vào giữa, đòi trả ngay viên tướng Trung Quốc. Tuy nhiên, viên tướng này đã được lên tàu sân bay của Mỹ trước đó chạy về biển Hoa Đông. Nhật Bản khi thấy tàu Trung Quốc bao vây tàu sân bay Mỹ đã quay lại vùng biển Việt Nam, đậu ở đảo Lý Sơn cách đó 100 hải lý và cho 4 máy bay F-35 đến đảo Triton để tiếp ứng. Nguồn tin từ Việt Nam cũng tiết lộ rằng 18 lính Trung Quốc, trong đó có cả tướng Lý Biên Cương, đã được chuyển lên máy bay trực thăng đưa về căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Okinawa ra Nhật Bản. Nhưng nhiều nguồn tin nước ngoài đưa tin chúng đã bị đưa về đảo Cam Ranh của Việt Nam vì bọn chúng phạm tội với ngư dân Việt Nam. Hơn thế nữa, vụ án xảy ra trên vùng biển của Việt Nam nên Mỹ không có quyền đưa về căn cứ quân sự của Mỹ. Báo chí nước ngoài cũng khẳng định rằng phía Việt Nam sợ rằng khi Trung Quốc biết tin Việt Nam và tướng hải quân Trung Quốc Lý Biên Cương về căn cứ quân sự ở cảng Cam Ranh thì Trung Quốc sẽ ngay lập tức tấn công căn cứ này. Cũng có thể Trung Quốc tấn công hai mặt trận ở biên giới phía Bắc và biên giới Campuchia để ép Việt Nam thả người. Bởi vậy, Việt Nam mới tung tin giả là tướng Trung Quốc bị đưa về căn cứ quân sự của Mỹ ở quần đảo Okinawa thuộc về Nhật Bản. Trong khi đó, hải quân Trung Quốc vẫn tin rằng tướng Lý Biên Cương và 18 lính Trung Quốc khác vẫn bị bắt nhốt ở hai con tàu tuần duyên của Việt Nam, chứ không phải là được đưa sang Nhật Bản hoặc đưa về cảng biển Cam Ranh. Chính vì thế, suốt hai ngày nay, tàu Trung Quốc chưa dám nổ súng tấn công, bắn cháy 4 con tàu nói trên của Việt Nam và Mỹ. Vì sợ tướng Lý Biên Cương bị bắn chết trên tàu, cho đến sáng ngày hôm nay, phía hải quân Trung Quốc đã không nhẫn nhịn được nữa. Một trong số hai con tàu ngầm của Trung Quốc mang đầu đạn hạt nhân đến từ căn cứ Du Lâm bỗng nổi lên mặt nước để uy hiếp tàu Việt Nam và tàu của Mỹ. Theo kinh nghiệm của hải quân Mỹ, khi tàu ngầm nổi lên mặt nước chỉ có hai lý do. Thứ nhất, nó có thể bị hỏng hóc một bộ phận nào đó. Thứ hai là nó cảnh báo sẽ tấn công đối phương. Sĩ quan chỉ huy người Mỹ trên tàu ven bờ nghiêng về giả thuyết con tàu ngầm này chuẩn bị tấn công, bởi trước đó những tàu chiến của Trung Quốc đã phát huy thông điệp nếu hải quân Việt Nam không thả người thì chúng sẽ tấn công. Trong khi nhóm tàu Mỹ và tàu Việt Nam vẫn đang đợi chờ nhóm tàu sân bay của Mỹ quay trở lại, thì bất ngờ nhiều tàu chiến của Trung Quốc nó nổ súng. Chúng không dám dùng hỏa lực mạnh mà chỉ dùng số máy 12 ly 7 bắn vào boong tàu Việt Nam và Mỹ. Phía hải quân Việt Nam trước đó đã được lệnh của Phó Giám đốc Phạm Hoài Nam là nổ súng ngay lập tức. Nếu tàu Trung Quốc tấn công, Đô đốc Hải quân Mỹ cũng có lệnh cho máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đến từ đầu sân bay USS Ronald Reagan nã rocket vào đạn tên lửa nếu thấy đối phương có hành động nổ súng. Ngay lập tức, hai tàu tuần duyên Việt Nam đã được lệnh nổ súng. Cuộc chiến đấu diễn ra trên Biển Đông cân sức bởi phía Hải quân Mỹ và Việt Nam chỉ có 4 tàu, trong khi đó phía Trung Quốc có tất cả 23 tàu chiến và khinh hạm các loại. Ngoài ra lại có cả hai tàu ngầm hộ chiến. Khi thấy cuộc chiến đã nổ ra trên biển, 4 hải chiến đấu F-35 của Mỹ đã xả súng bắn liền 4 quả rocket vào chiếc tàu ngầm của Trung Quốc. Con tàu này lúc đó nổi lên chưa kịp lặn xuống nước, trúng liền cả 4 quả rocket. Nó còn mình nên cõng theo con lửa khổng lồ rồi nổ tung tan xác. Cuộc chiến càng hỗn loạn hơn khi tàu chiến Trung Quốc đã bắn ngư lôi vào hai tàu Việt Nam. Tuy nhiên, Hải quân Việt Nam đã đoán trước điều này nên đã sử dụng hỏa tiễn ngư lôi đánh trận bắn ra từ xa. Cả một vùng biển sát đảo Triton ấm vàng khói lửa. Trong khoảng 15 phút đầu, cả hai con tàu tuần duyên của Việt Nam đều bị thương. Có vẻ như tàu Trung Quốc cố tình bắn vào mạn sườn của con tàu vì chúng vẫn sợ tướng Hải quân Trung Quốc Lý Biên Cương sẽ bị tan xác. Trong khi đó, một tàu chiến ven bờ của Mỹ cũng bị trúng đạn bị thương. Nước biển tràn vào có nguy cơ sẽ bị chìm. Chính vào lúc cuộc chiến đang diễn ra ác liệt nhất, thì ba tốc máy bay F-35 của Mỹ gồm 12 chiếc xuất hiện bắn như mưa, vây quanh lên những chiếc tàu chiến Trung Quốc. Cục diện khi đó hoàn toàn thay đổi khi Hải quân Trung Quốc biết rằng không quân Mỹ không cố tình bắn hạ vì trước đó đã bắn cháy một chiếc tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân. Hải quân Trung Quốc được lệnh rút lui vài tiếng sau đó, cách hiện trường khoảng 4 hải lý thì dừng lại, dàn hàng ngang. Chúng vẫn không rút khỏi vùng biển này và như vậy cuộc chiến này có thể nói rằng vẫn chưa kết thúc tại đây. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, vẫn liên quan đến chiến sự Biển Đông, cách đây 2 ngày, Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ
đã đến Việt Nam cùng nhóm tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan. Đây là một thông tin chấn động Việt Nam và Trung Quốc. Đúng là hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã bàn tán xôn xao về thông tin này từ hôm trước cho đến nay, khi nhóm tàu sân bay của Mỹ cập cảng biển Cam Ranh. Vậy tại sao thông tin này chỉ gây chấn động với hai nước Việt Nam và Trung Quốc? Rất dễ hiểu, thưa các bạn. Bởi vì chỉ có hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc quan tâm đến sự kiện này. Các nước khác coi chuyện này là bình thường, bởi sự kiện đó không ảnh hưởng gì đến họ. Đúng là sự kiện trên diễn ra vào thời điểm nhạy cảm nhất. Khi mà Thủ tướng Việt Nam đi Mỹ mới về đến nhà thì quan chức cấp cao của Mỹ trong ngành hải quân đã đến Việt Nam. Vậy là Việt Nam ký kết hợp tác quân sự song phương với chính phủ Hoa Kỳ là có thật và cảng biển Cam Ranh được Việt Nam cho Mỹ thuê cũng là có thật. Vì nếu không phải thế thì làm gì có chuyện đô đốc hải quân Mỹ đến Việt Nam làm gì, hơn nữa còn kéo theo cả nhóm tàu sân bay hiện đại nhất thế giới. Trong khi người dân Việt Nam vui mừng tột độ thì giới chức Trung Quốc đang phát điên. Ai cũng hiểu rằng Việt Nam cho Mỹ thuê cảng biển Cam Ranh 99 năm và gia hạn 10 năm chẳng phải vì thiếu tiền. Mục đích chính của vấn đề này là giữ được biển đảo của mình, nói riêng và giữ được Biển Đông nói chung. Tất cả những sự kiện này đều nhắm vào Trung Quốc. Tình báo Trung Quốc nắm chắc điều này, nên đài báo chính thống của Trung Quốc đưa tin Việt Nam phản bội Trung Quốc. Những phương tiện này còn ví Việt Nam như kẻ cõng rắn, cắn gà. Nhà Ý nói Việt Nam và Trung Quốc là anh em mà lại rất giặc Mỹ về đánh Trung Quốc. Kể ra thì Trung Quốc nói vậy cũng có phần đúng, bởi từ trước đến nay nhìn vào quan hệ của hai nước Việt-Trung luôn khăng khít, nhưng nó chỉ là bề nổi bên ngoài mà thôi. Còn thực chất bên trong thì cả hai đều có những toan tính riêng. Việt Nam muốn thoát khỏi Trung Quốc lâu lắm rồi, nhưng chưa có cơ hội. Còn Trung Quốc muốn lợi dụng Việt Nam như cánh tay đắc lực cho phe cánh của Đảng Cộng sản. Cả hai cũng gầm gừ nhau trong cuộc chiến nhỏ lẻ ở biên giới Biển Đông. Trung Quốc kẻ to xác ruồn nén Việt Nam còn nhớ vào năm 2014, khi tàu Hải Dương Địa chất 8 Trung Quốc neo vào hải phận Việt Nam, thì dân cả nước phản đối, nhiều cuộc biểu tình nổ ra dữ dội. Những người đứng đầu Việt Nam đã bắt bỏ tù, không biết bao nhiêu người yêu nước chống Trung Quốc. Hành động đó là lấy lòng Trung Quốc. Bây giờ nhìn lại mọi người mới biết rằng quan chức Việt Nam rất đau lòng khi phải bỏ tù dân của mình. Nhưng mà không làm thế cứ gân cổ chửi lên và đánh nhau với Trung Quốc thì một cuộc chiến ắt sẽ phải xảy ra. Chúng ta hãy nhìn lại đất nước Ukraine hiện nay mà xem, nếu Việt Nam chiến tranh với Trung Quốc thì đất nước Việt Nam cũng hoang tàn như vậy. Lùi một bước để tiến hai bước, đó chính là kế sách của quan chức Việt Nam. Có điều nghĩ lại quan chức Việt Nam quá nhịn chúng, và rất may là quân Trung Quốc cũng không quá được đà xông thẳng vào đất Việt Nam, nên thời cơ đã đến và người Việt Nam thoát trung một cách ngoạn mục. Việt Nam giờ đây là đồng minh của Mỹ, thì Trung Quốc gây chiến với Việt Nam cũng có nghĩa là gây chiến với Mỹ. Tàu Trung Quốc lấn biển đảo của Việt Nam cũng như xâm lấn của người Mỹ, bởi hầu như tất cả mọi nguồn tài nguyên khoáng sản ở trên Biển Đông, người Việt Nam sẽ cùng Mỹ khai thác chung vì cái lợi cho quốc gia của mình, còn vì cái lợi cho cả thế giới ngăn cản Trung Quốc làm mưa làm gió trên Biển Đông, ngay sau khi hạm đội 8 Cam Ranh do Mỹ và Việt Nam lên kế hoạch xây dựng. Cả thế giới choáng váng khi phát hiện ra rằng Mỹ đã cho xây dựng hạm đội 7 tại Nhật Bản. Như vậy là Biển Đông và Biển Hoa Đông đều có những căn cứ của Mỹ nhằm phục kích tàu bè Trung Quốc. Căn cứ ở vịnh Cam Ranh chính là nơi bảo vệ Biển Đông, bảo vệ Việt Nam. Còn căn cứ ở Nhật Bản chính là bảo vệ quần đảo Senkaku và Biển Hoa Đông, trong đó có cả Đài Loan. Trong tình thế này, nhiều chuyên gia đặt ra câu hỏi Trung Quốc sẽ làm gì để đối phó với Mỹ. Thực ra, nếu Trung Quốc từ bỏ ý định xâm chiếm các nước khác thì đâu cần phải nghĩ gì, đâu cần phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ như vậy. Nhưng đời nào một tên chuyên đi ăn cướp lại có thể ngồi yên nhìn thấy những món tiền khổng lồ đến từ các nước lân cận. Nếu đã không ngủ yên mà tiếp tục đi cướp thì chỉ còn một cách là chiến đấu với Mỹ. Chẳng có gì phải lo, bởi Mỹ vốn hùng hậu hơn Trung Quốc, mạnh mẽ hơn Trung Quốc, nhiều kinh nghiệm thực tế hơn Trung Quốc, ngoài ra còn vô số đồng minh. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ có mỗi Campuchia và Pakistan là đồng minh, hay nói đúng hơn là chư hầu, thực lực của hai kẻ này chẳng có gì đáng nói. Bởi họ chỉ là những nước nghèo nàn và yếu kém về mặt quân sự, Mỹ công bố hạm đội 8 của Hải quân Mỹ đặt tại Cam Ranh sẽ phối hợp chặt chẽ với hạm đội 7 tại Nhật Bản. Hạm đội này sẽ giúp cho Mỹ đủ sức răn đe Trung Quốc. Và để đề phòng hạm đội Hải Nam của Trung Quốc tấn công một trong hai hạm đội của Mỹ, khi đó sức mạnh hải quân vẫn còn đủ khả năng biến Trung Quốc trở về thời kỳ đồ đá hiện nay. Mối quan tâm hàng đầu của Mỹ là ngăn chặn sự trỗi dậy bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông và khắp thế giới trên thế giới. Đã ngấm đòn đại dịch của Trung Quốc và không còn quốc gia nào đủ sức mạnh răn đe Trung Quốc, chỉ còn duy nhất Mỹ mới đủ sức mạnh kinh tế và quân sự có thể kiềm chế Trung Quốc mà thôi. Việc hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt cho thấy rằng tầm nhìn của cả hai bên đã khác. Mặc dù trước đây hai bên coi nhau như kẻ thù, nhưng thời gian đã chứng minh thực tế rằng cả hai bên đều nhầm lẫn, đều mắc mưu kế của Trung Quốc. Việt Nam mắc kế Trung Quốc dẫn đến việc Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa,
và một phần Mỹ mắc mưu kế Trung Quốc khi vô tình giúp cho Trung Quốc đánh cắp kỹ nghệ để âm thầm phát triển nội lực. Cho đến nay, Trung Quốc đã có tổng sản lượng kinh tế đứng đầu sau Mỹ mà không cần che giấu bản chất, muốn thay thế Mỹ và Liên Âu. Tham vọng thực hiện giấc mộng Trung Hoa bằng cách vẽ ra luật lệ mới nhằm thay thế luật lệ mà quốc tế đang thực hiện. Vào đêm hôm qua, hai tàu ngầm Trung Quốc tiếp 094 mang đầu đạn hạt nhân đã rời bến cảng biển Du Lâm ở Tam Á và bất ngờ có mặt ở đảo Triton thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, hai con tàu này đã được lệnh của Tập Cận Bình xuất phát tiến về đảo Triton để tấn công Hải quân Mỹ và Hải quân Việt Nam. Trước đó, tại khu vực gần đảo Triton, hai tàu chiến ven bờ của Mỹ và hai tàu hộ vệ của Việt Nam đã bắn cháy vào tàu hải cảnh của Trung Quốc. Ngay sau đó khoảng 45 phút, 20 tàu chiến của Trung Quốc đã xuất hiện ở khu vực này để chiến đấu với Hải quân Mỹ và Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, những tàu chiến của Trung Quốc không dám nổ súng vì vẫn e sợ tàu sân bay Mỹ ở gần đây bởi 4 chiếc máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ liên tục bay trên bầu trời, cảnh báo nguy hiểm với tàu Trung Quốc. Cũng theo nguồn tin trên, một cấp tướng và 17 sĩ quan binh lính Trung Quốc đã bị Hải quân Việt Nam và Hải quân Mỹ bắt sống khi con tàu Trung Quốc bị bắn cháy vào đêm qua. Cả 18 sĩ quan binh lính này bị thương, được tàu Mỹ cứu giúp đưa lên tàu sân bay điều trị trong tình trạng bị thương khá nặng. Vào sáng ngày hôm qua, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về vụ đầu súng này, nhưng giấu nhẹm thông tin 18 sĩ quan binh lính Trung Quốc bị Hải quân Việt Nam và Hải quân Mỹ bắt sống khi tàu của Trung Quốc bị bắn cháy. Những nguồn tin trên cho rằng, phía Trung Quốc đang cố gắng giải cứu viên tướng Hải quân Trung Quốc mang cấp bậc thiếu tướng, thuyền trưởng con tàu bị bắn cháy mang số hiệu 3201, trong khi đó phía Mỹ và Việt Nam vẫn không chịu trao trả 18 người này cho Hải quân Trung Quốc. Mục đích của Mỹ và Việt Nam là chữa trị cho 18 người này khỏi thương tích, sau đó đưa họ ra tòa án quốc tế để khởi tố vụ án. Con tàu này đã đâm chìm tàu ngư dân Quảng Ngãi Việt Nam và bắn hai ngư dân bị thương. Đã hai ngày nay, nhiều tàu chiến Trung Quốc bảo vệ khu vực đảo Triton, trong khi đó tàu sân bay Mỹ chở 18 sĩ quan binh lính Trung Quốc bị thương đã rút khỏi đó từ đêm xảy ra chiến sự. Phía Trung Quốc tuyên bố nếu phía Mỹ và Việt Nam không trao trả lại ngay lập tức 18 sĩ quan nói trên, thì 4 con tàu trong đó có 2 tàu Việt Nam sẽ bị Hải quân Trung Quốc bắn cháy. Sự kiện trên đây đã khiến tàu sân bay Mỹ đang trên đường rời Biển Đông đến Biển Hoa Đông đã phải dừng lại ở giữa chừng. Tuy nhiên, chiếc tàu sân bay này không quay lại hiện trường mà đậu ở đảo Lý Sơn của Việt Nam, cách hiện trường khoảng 182 hải lý. Tuy nhiên, tốp máy bay F-35 đầu tiên trên con tàu sân bay của Mỹ USS Ronald Reagan đã cất cánh bay đến hiện trường. 4 chiếc máy bay này có nhiệm vụ bắn cháy tất cả những con tàu chiến của Trung Quốc có hành động nổ súng trước. Phía Trung Quốc ngay lập tức điều 2 tàu ngầm tiếp 094 mang đầu đạn hạt nhân đến đảo Triton. Sáng ngày hôm nay, nhóm tàu sân bay của Mỹ gồm 4 chiếc đã từ căn cứ Okinawa của Nhật Bản đến Biển Đông. Cả hai bên đã dàn trận quyết đấu một mất một còn, gây nên những căng thẳng tột độ. Truyền thông của Mỹ và Trung Quốc liên tục đưa tin về những diễn biến này. Trong khi đó, truyền thông của Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng. Mặc dù không gửi đi những thông điệp như phía chính quyền Mỹ, nhưng Hải quân Việt Nam có những động thái không tưởng khi Phó Giám đốc Phạm Hoài Nam và Chuẩn Đô đốc Phạm Thanh Niêm bật đèn xanh cho Hải quân Việt Nam chiến đấu. Và bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả và các bạn ở bản tin sau.